Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình về được một chiếc GP hay còn gọi là Girard Perregaux. Thì chiếc Girard Perregaux này phải nói là rất là đẹp và đặc biệt là giá hiện tại cực kỳ hợp lý và cực kỳ tuyệt vời để anh em chơi. Cách đây khoảng 1-2 tuần thì ICS đã giới thiệu đến anh em một chiếc Girard Perregaux Vintage 1945 phiên bản vàng trắng và có mặt dial xanh, và chiếc đó đã bay ngay khi mình về. Còn hôm nay thì đây là một phiên bản tương tự như vậy nhưng nó lại là vàng hồng thì lại càng tuyệt vời hơn, đúng không em? Chiếc này thì là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng và chỉ còn đồng hồ, cho nên là bên mình sẽ tặng kèm anh em một cái travel case của ICS khi anh em mua. Và ngoài ra thì ở đây thì như các bạn thấy, đây là cái sợi dây zin chính hãng của chiếc đồng hồ này với cái màu là nâu. Đó, đây vẫn còn nguyên logo của Girard Perregaux các bạn nhé, nguyên cả cái spring bar này, và sợi dây thì còn tình trạng còn khá là đẹp. Đó, thì bên mình cũng đã làm thêm một bộ dây da cá sấu màu đen để phù hợp với anh em. Dây zin của nó là màu nâu và vàng hồng và mặt xanh. Còn bên mình thì mình đã làm tặng anh em một sợi dây cá sấu màu đen để anh em đeo cho trẻ trung. Với dây đen này thì đeo chắc chắn nó sẽ trẻ trung hơn là cái dây nâu zin của hãng các bạn nhé. Đó, và bây giờ mình sẽ bỏ ra và lên tay cho anh em xem. Dòng sản phẩm là Vintage 1945, cái mã là 2580 của dòng Girard Perregaux này, là một trong những cái dòng sản phẩm mà cực kỳ được anh em ưa chuộng, bởi vì cái thiết kế của nó phải nói là quá đẹp, không có gì để chê. Và dòng sản phẩm này thì hiện tại thì có cái mức giá cực kỳ hợp lý. Giá hãng của nó cũng khá là cao, giá hãng của nó tính ra là khoảng tầm 690 mấy triệu cơ các bạn ạ, bởi vì chiếc này là có đầy đủ những cái tính năng đỉnh cao của một thương hiệu. Ví dụ như là Moonface, Grandet, thân thì thân vàng khối. Đó, thì nó có đầy đủ. Đây chính là chiếc Girard Perregaux Vintage 1945 và phiên bản là Rose Gold. Cùng với đó là mặt dial màu xanh blue. Thì cái này cũng rất là đẹp, đúng không anh em? Anh em thấy là màu này phải nói là quá là tuyệt vời luôn và cực kỳ hợp nhãn với anh em Việt Nam cũng như là châu Á nói chung. Thì đa phần là thích cái vàng hồng hơn là vàng vàng và vàng trắng. Chiếc này của mình thì sẽ có size là 32mm nhân với khoảng tầm 38mm, và khi các bạn đeo lên thì nó sẽ tương đương với một chiếc đồng hồ size 39mm tròn. Đó, và lên tay phải nói là cực kỳ đẹp như này. Chiếc này thì size cũng khá là gọi là đẹp, cho nên là nó sẽ yêu cầu tay anh em cũng phải đẹp một chút, và anh em tay khoảng 16.5 là chúng ta đeo chiếc này là ok anh em nhé. 16.5 trở lên, đó. Còn dưới đó thì mình nghĩ là đeo chiếc này thì nó sẽ cảm giác nó hơi to một chút. Về cái mặt số thì chúng ta sẽ có một cái mặt dial xanh blue trải tia. Kim và cọc số đều là vàng hồng vàng khối nổi. Và cọc số của chúng ta là cọc số dạng Arabic, rất là đẹp với cái font rất là tuyệt vời. Kim của chúng ta là kim dạng dolphin, đó, kim dạng kiếm cực kỳ đẹp. Ở góc 6 giờ thì các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có là sub dial Moonface. Cùng với đó là kim dây nhỏ small second đang chạy. Đó, và nó sẽ có một cái dòng là Grandet, tức là chỉ cái ô lịch là lịch lớn ở góc 12 giờ này. Đó là ô lịch ngày, Big Date hoặc là Grandet. Để sử dụng thì chúng ta chỉ cần lên cót tay như này. Và đây cũng là một chiếc auto, cho nên các bạn đeo hàng ngày nó sẽ tự tích cót. Và chúng ta sẽ có một cái núm nhỏ ở đây để chỉnh núm phây. Còn đâu là chỉnh giờ cũng như là chỉnh ngày của chúng ta thì sẽ sử dụng cái núm chính này. Phần thân bên của dòng Vintage 1945 này thì được làm uốn cong rất là đẹp để chúng ta đeo nó sẽ ôm tay. Và cái phần càng này thì phải nói là nó cụp cho nên chúng ta khá là dễ đeo. Và cái phần thân nó tạo cho chúng ta thành một cái hình cầu vồng. Mình thấy đây là một cái thiết kế rất đẹp với những cái dòng sản phẩm mà vuông như này. Đây các bạn có thể thấy khi mà mình lên tay nó sẽ ôm chặt lấy vừa tay của mình như này. Đó. Kính sapphire là kính sapphire cong về bốn mặt và nó tạo cho chúng ta một cái hiệu ứng thị giác rất là tốt. Toàn bộ phần thân thì được làm từ vàng 18K AU750 nguyên khối, và những chiếc đồng hồ này về ICS cũng đã kiểm tra đầy đủ và cũng đã spa qua để cho nó mới như anh em đang nhìn thấy ở đây, để anh em mua là có thể là hoàn toàn là yên tâm sử dụng luôn. Và ngoài ra thì ICS cũng bảo hành 3 năm, 2 năm đến 5 năm tùy theo cái giá trị của đồng hồ. Như chiếc đồng hồ này là chưa tới 200 triệu thì bên mình bảo hành cho anh em là 3 năm nhé. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái bộ máy in-house movement của chiếc đồng hồ này, đó là bộ máy 3300, mã đuôi là 0062. Đây cũng là một bộ máy rất là đỉnh của Girard Perregaux. Và như các bạn thấy là nó sẽ có cái mã sản phẩm ở đây là 2580 và bên này là serial number. Đó,
logo GF Virgo. Ở cạnh này của chúng ta thì sẽ có chuyện kim loại quý các bạn nhé. Về bộ máy thì bộ máy được hoàn thiện với những cái vân stride ở cái củ văng của chúng ta, và ở dưới thì chúng ta sẽ có những cái vân stride đánh chéo và vân circle ở phía dưới cùng. Đó. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có là 32 chân kính, có tần số 4 Hz 28.800, và các bạn sẽ có là 46 giờ tích cóp. Tổng các chi tiết trên chiếc trên cái bộ máy là 3300 này là 282 chi tiết, rất là nhiều. Đó, và cộng với việc nó sử dụng một cái thân vàng khối thì mình nghĩ ở đây nó hoàn toàn tuyệt vời. Sợi dây da đi kèm thì bên mình đã làm phù hợp với size của tay anh em châu Á, tay nhỏ và vừa, nên là rất là phù hợp luôn. Đó, và đi kèm với chiếc này thì các bạn sẽ có một cái khóa gập cũng bằng vàng khối luôn. Chúng ta có logo GP ở phía trên, logo Swissmade ở đây, và các cái chuyện kim loại quý thì nó được khắc ở phía dưới này các bạn nhé. Đó, đầy đủ. Chiếc đồng hồ này như mình nói có cái giá retail lên đến là khoảng 700 triệu, rất là lớn. Và các bạn thấy là thực sự là vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này khi mà mình quay lên thì nó rất là tuyệt vời luôn. Và mình quay lên nó chỉ được khoảng 70% so với ở ngoài thôi. Ở ngoài anh em cầm thì nó sẽ còn có vẻ đẹp tuyệt vời hơn rất là nhiều. Chiếc đồng hồ này hiện tại thì bên mình đang có cái mức giá là 188 triệu. Nó sẽ cao hơn một chút so với cái phiên bản vàng trắng mặt xanh. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn đều hiểu là vàng hồng thì đa phần là nó sẽ đắt hơn so với cái vàng trắng. Và chiếc này là 188 triệu, đắt hơn cái phiên bản vàng trắng kia khoảng loanh quanh đâu đấy khoảng 10 triệu. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Giraffe Perigo Vintage 1945 Blue Rose Gold này thì anh em liên hệ iSet theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.